Dị khách nữ đem 100 triệu đồng ra cửa hàng chuyển phát nhanh nhờ chuyển cho người bạn nước ngoài. Nghi ngờ khách hàng bị lừa, chủ cửa hàng khéo léo can ngăn rồi trình báo cơ quan công an hỗ trợ. Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hấn Quảng của tỉnh Bình Phước cho biết là đang hoàn tất hồ sơ đề nghị giám đốc công an tỉnh Bình Phước khen thưởng đột xuất chị HTLO 40 tuổi vì có thành tích kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo. Trước đó, vào lúc chị O đang quản lý cửa hàng Viettel chi nhánh Hấn Quảng thì chị TH 38 tuổi, trú ấp Sóc Lớn, xã Tân Quang mang 100 triệu đồng tiền mặt đến nhờ chuyển cho người bạn người nước ngoài. Khi chị O mở tin nhắn trong điện thoại của chị TH để lấy số tài khoản thì phát hiện nội dung tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo. Chị O liền giải thích với khách hàng nhưng chị TH vẫn muốn chuyển tiền cho bạn. Lo sợ khách hàng bị lừa số tiền lớn, chị O đã khéo léo kéo dài thời gian rồi báo tin cho công an thị trấn Tân Khai đến hỗ trợ. Lúc này chị TH mới biết mình suýt bị lừa. Chị TH cho biết khoảng 2 tuần trước có một tài khoản Zalo tên người nước ngoài kết bạn với chị. Sau đó người này nói muốn tặng chị điện thoại cùng số tiền là 100.000 đô la Mỹ. Tin tưởng chị TH đã gửi địa chỉ cho bạn gửi quà. Vào sáng ngày 11 tháng 8, một người gọi điện thoại cho chị TH tự xưng là cán bộ Cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông báo quà ở nước ngoài đã về đến sân bay, yêu cầu chị TH đóng 100 triệu đồng để nhận quà. Chị TH gom hết tiền tiết kiệm của gia đình đem ra cửa hàng để chuyển, thì may mắn được chị O can ngăn kịp thời.